Khai mạc đến đây đã khép lại phần 2 của chương trình Văn nghệ chào mừng. Với chương trình của chúng tôi hôm nay sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nhóm hài Hiếu Cường đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt một nhóm ship đã lọt vào vòng chung kết Việt Nam Got Talent năm 2014 và đang chuẩn bị tiếp tục biểu diễn để tranh thứ hạng. Và mong rằng chương trình văn nghệ của chúng tôi hôm nay sẽ đem đến cho quý vị một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và sau đây chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới 2015 xin phép được bắt đầu. Vâng, và để mở đầu cho chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm nhạc ngoại lời Việt, ca khúc Con Bướm Xuân qua phần thể hiện của ca sĩ Thảo Vân. Chào lời chúc sức khỏe trân trọng và nồng nhiệt nhất, và cùng nhân dịp và chào đón năm mới, Thảo Vân cũng xin được chúc cho toàn thể quý vị an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Xin được gửi đến quý vị sáng tác một ca khúc được mang tên Con Bướm Xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.